tên là Phương Thảo, em đến từ sàn giao dịch Hàng Xanh. Em là người phụ nữ, tự tin, năng động và cá tính. Đến với cuộc thi Miss Hưng Thịnh 2017 lần này, em cảm thấy rất vui và giúp cho em trau dồi thêm kiến thức, giúp bản thân mình trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Đây cũng chính là dịp giúp cho em và tất cả các bạn ở đây tỏa sáng được vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Hưng Thịnh nói riêng. Em xin chân thành cảm ơn quý ban lãnh đạo của công ty đã tạo ra một môi trường làm việc thật tốt cho em và tất cả các bạn, cũng như là tạo cho em được tỏa sáng cùng với Hưng Thịnh trong cuộc thi ngày hôm nay.